huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Địa hình bị chia cắt bởi thung lũng và những con sông, con suối. Khi điều kiện khí hậu bình thường thì việc giao thương giữa các vùng đã khó khăn. Những ngày mưa lũ thì việc đi lại giao thương của người dân trong vùng càng khó khăn hơn nhiều. Do địa hình cao, dốc nên việc xây dựng đường xá cũng trở nên khó khăn hơn. Thôn Bản Châu, xã Tân Tiến, nằm cạnh sông Bắc Khê. Đây là con sông nhỏ chảy ra sông Kỳ Cùng tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Xã Tân Tiến có thôn Bản Châu nằm ở bên tả sông. Trước kia, người dân Bản Châu muốn qua sông đều phải đi qua đò hoặc trên chiếc cầu tre nhỏ mà năm nào khi mùa lũ về cũng bị cuốn trôi. Làng bản lại bị cô lập. Thôn Bản Châu gồm có 6 hộ gia đình, khoảng hơn 20 người, bị ngăn cách với trung tâm xã Tân Tiến bởi sông Bắc Khê. Muốn sang bờ bên kia, phải đi qua một chiếc cầu tre, nên mọi vật liệu dùng để xây nhà đều gánh lên vai vì xe máy không thể chở qua cầu được. Khí hậu ở đây của huyện Tràng Định là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do vậy cái đặc điểm Tràng Định thì hiện nay là có 3 vùng chính. Một là các xã vùng biên, hai là các xã trung tâm, ba là các xã vùng phía tây của huyện. Tuy nhiên là trong cái địa hình thì là có nhiều sông suối về chia cắt rất lớn. Cái thứ nhất như là các vùng phía tây chẳng hạn, chủ yếu là các xã về đồng bào dân tộc. Địa hình thì chia cắt, dân số thì thưa, sông suối thì rất là nhiều, thường xuyên bị ảnh hưởng do cái lũ quét. Thì đối với xã Tân Tiến thì do cái địa hình là có đồi núi và có con sông Bắc Khê chảy qua là chia cắt là 10 thôn bản. Thì mỗi thôn bản thì có một số, một nửa là bên sông, một nửa là bên quốc lộ 3B. Thì có 10 thôn bản thì có như thôn bản Pò Cại là điểm đầu và Bản Châu, Áng Mò, Nà Háo và Pò Kiền, Tà Trang là có 6 thôn này là chia cắt bởi con sông Bắc Khê. Và hơn nữa là hiện nay là có dòng sông Bắc Khê này là có cái đập thủy điện, thì ở cái thôn Pò Kiền thì mùa mưa là có nước lũ thì sẽ ngập và ảnh hưởng đến cái cầu ngầm ở dưới chỗ Bắc Han là trong địa điểm thôn Pò Kiền. Đã vậy, mỗi mùa nước lũ, chiếc cầu tre nhỏ lại bị lũ cuốn trôi. Người dân phải dùng bè mảng để qua sông. Lũ to quá không đi được bằng bè, cả xóm bị cô lập vì không còn con đường nào khác để đi. Ở những đoạn sông hẹp, có nhiều đá, người dân địa phương làm những cây cầu đơn sơ bằng những nguyên liệu có sẵn tại địa phương như gỗ, tre, luồng, nứa để qua sông. Mưa lũ, bản làng bị cô lập. Nếu không kéo cầu lên kịp thì người dân lại phải làm lại cầu. Và như thế, công việc sửa cầu và làm lại cầu không phải theo hàng năm mà là theo mỗi trận lũ. Trước kia chưa có cái cầu này thì là gia đình tôi là cầu tre. Hai nữa nước lũ to thì phải đi bằng bè mảng sang sông. Nhưng mà bè mảng lúc lên lúc xuống nước nhiều nó khó đi lại khó khăn. Và đường không có đường đi. Hai bên nó cái kiểu hai bên sông này nó có thành cái bực thẳm đi khó. Mặt khác, do làm cầu bằng những phương tiện đơn sơ như tre nứa
nên những cây cầu tre nhỏ này không thể làm quá cao và thường bị lũ cuốn trôi mỗi khi mưa lũ về. Mùa mưa lũ, các cháu nhỏ phải nghỉ học, mọi công việc của người dân bị gián đoạn, không đi làm ruộng nương được. Nhiều khi lũ kéo dài cả 2 đến 3 tuần, người dân không thể sang sông gặt hái hoa màu, khiến cho thóc lúa và ngô mọc mầm hết, bao công sức cả một vụ, coi như mất trắng. Nói chung là chỉ không vượt sông được, anh nào ở bên ruộng đồng ở bên sông bên kia thì là thôi, phải nghỉ độ vài ngày, 2-3 ngày đấy. Hay còn nước rút thì mới lại dám đi qua sông. Tình hình thời tiết thì mỗi năm thì mùa mưa lũ tháng 6, tháng 7 thì năm nào cũng có cái trận lụt. Thì cái trận lụt đấy, nhưng mà lụt thì có năm lụt to thì ngập cả ruộng lúa, mùa màng, ngô khoai, ruộng thạch. Thì lúc đấy là thiên tai bị tàn phá hết, mùa màng không bị hỏng. Anh Phan Văn Hưng sống tại thôn Bản Châu, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Hàng ngày, anh cũng như bà con dân bản phải khá vất vả khi phải qua sông canh tác. Đấy là chưa kể lũ trẻ trong nhà phải đi học. Ngày nắng thì có thể qua cầu tre, qua đò. Khi mưa lũ, lũ trẻ phải nghỉ học ở nhà. Ruộng nương không chăm sóc được, bản làng bị cô lập. Trước những khó khăn về giao thông đi lại như vậy, anh Hưng đã quyết định bỏ ra 45 triệu đồng và vay ngân hàng 30 triệu đồng xây cầu bê tông cho dân bản. Khi xây cầu, Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến đã ủng hộ anh Hưng 3 tấn xi măng để xây cầu. Bắt đầu khởi công làm cái cầu này thì lúc còn nhỏ lớn lên thì gia đình tôi đã phải sống ở bên sông này. Thì cảnh điều kiện như là hàng ngày thì tôi quá vất vả. Thì tôi nung nấu thì có một ngày nào đó sẽ hy vọng sẽ làm được một cái cầu để đi lại, cho con cái đi học và hàng ngày đi lại chở các thứ hàng hóa nông sản dễ dàng và đi lại buôn bán được thuận tiện và con cái đi học được tốt hơn. Khi bắt đầu xây dựng cầu, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn do địa hình sông Bắc Khê, nước chảy xiết, địa hình lại dốc. Anh chị được sự giúp đỡ của bà con dân bản góp công, góp sức cùng xây cầu. Thì nguồn chi phí của gia đình thì có, thì tích lũy cũng là không có gì, thì cái công mình tự tạo dựng ra thì cũng gom góp được vài chục triệu. Thì tích lũy làm được cái cầu. Xong nữa cũng là nhờ anh em vay mượn để hỗ trợ thì làm cái cầu được hoàn thành. Thế khi mà làm cây cầu này thì anh em cũng như là người dân địa phương có giúp đỡ gì vợ chồng nhà anh không? Vâng, thì lúc ngày khởi công cây cầu ấy thì làng xóm, anh em gần xa trong thôn cũng giúp đỡ ngày công, góp của. Thì họ cũng nhiệt tình, thì một là họ cũng được đi lại, hai nữa là hàng ngày thì họ đi chở các thứ vật liệu mùa vụ, họ cũng được qua lại cái cầu này. Cây cầu bê tông dùng cáp treo dài 40 m, rộng 1.8 m, cao hơn so với mặt sông Bắc Khê khoảng 8 m, gồm 4 trụ chính và 2 trụ phụ, đã được khánh thành trong niềm vui của bà con dân bản. Và đặc biệt hơn là mặt cầu cao hơn đỉnh lũ hơn 1 m. Mặt cầu được làm bằng bê tông ở hai đầu cầu. Phần mặt cầu ở giữa do kinh phí không đủ, anh Hưng dùng ván gỗ để lát lên. Cây cầu được hoàn thành không chỉ giúp gia đình anh Hưng đi lại thuận tiện, mà nó còn giúp cho người dân ở Bản Châu đi lại thuận tiện hơn. Mùa mưa lũ đến, Bản Châu không còn lo bị cô lập nữa.
Nguyên nhân thì cũng có nhiều lý do, mà đất của tôi thì ở bên này sông, thì hình chia cắt với con sông Bắc Khê này, rồi hàng năm nước lũ 6 tháng rồi đi lại khó khăn, rồi bỏ tiền ra xây cái cầu này. Cũng vì là vì xít nữa chết hụt, chết vì nước lũ cuốn. Xong rồi tôi mới từ năm 2006 bị một phát trượt rút, bơi sông trượt rút, tôi mới nghĩ là cái cầu này để phục vụ. Trước tiên là xây phục vụ gia đình, thứ hai nữa là anh em làng xóm người ta đi làm nương làm rẫy người ta cũng được hưởng, nhưng mà chủ yếu là mình trước đã. Về xong rồi xây dựng cây cầu này cũng cơ bản là do mình nghĩ ra, mình làm cũng không chẳng dám xin ai. Nhà nước xong rồi xây được năm 2007 bắt đầu thi công, 2008 hoàn thiện, thì chính quyền các địa phương cũng từ huyện đến cấp tỉnh đấy do được 10 triệu, phòng công thương được 10 triệu để hỗ trợ. Những vật liệu có sẵn tại địa phương này có đặc điểm là dễ kiếm cũng như huy động trong dân, nhưng nó cũng có nhược điểm là dễ bị hư hỏng và có độ bền không cao. Nắng mưa làm cho những vật liệu làm cầu bị hư hỏng, sàn cầu bị bong chóc, mục nát. Những người dân quanh vùng cũng như cán bộ thôn bản phải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa lại cây cầu nhỏ. Vì cây cầu được xây dựng bằng nguồn vốn không lớn, chất lượng cầu cũng chưa cao. Nó chỉ đáp ứng được nhu cầu đi lại bằng những phương tiện thô sơ, nên công tác bảo trì được anh tiến hành thường xuyên. Hàng ngày, anh Hưng thường qua cầu để kiểm tra. Nếu phát hiện có sự cố thì tiến hành sửa chữa ngay. Thì hàng năm cây cầu thì gia đình vẫn bỏ một khoản tiền ra tu sửa. Một là thay ván cầu, hai nữa là cũng là thường xuyên bảo trì dây văng, rồi móng tăng đơ để cây cầu được an toàn. Trước làm cầu, xây cầu xong rồi anh em hộ xẻ gỗ, xẻ ván ở trong rừng lấy về để giải ván cầu nó phẳng hơn. Xong rồi về sau một thời gian được 4 năm rồi bắt đầu mục thì thấy các cụ ngày xưa cũng dùng cây móc, cây móc cái vỏ ngoài nó cứng hơn, dùng được lâu hơn. Tôi chặt cây móc về đi ơi cọc canh một tí nhưng mà vẫn đi tốt. Mặc dù cầu chưa có lan can cầu kiên cố, nhưng để giúp người dân đi lại an toàn, anh Hưng cùng một số người trong thôn đã dùng dây cáp viễn thông, cọc tre tạo thành lan can cầu. Vẫn có ý định làm cái lan can cầu này để đi lại nó an toàn hơn. Nhưng mà giờ gia đình cũng có nhiều công việc ấy, tiền cũng có rồi, thì chắc cũng phải xã hội hóa anh em xem. Tới này cũng chung quanh làng xóm thôi, anh em đi lại xong rồi tới này cũng một cuộc họp của dân cư ở khu dân cư ở này ấy, bắt đầu xem ai có hưởng nhiều ở đây thì phải xã hội hóa để làm cái lan can cầu. Xong rồi nhà nước có hỗ trợ gì thì cái này thì chưa biết được, để xin xã, để bảo xã xin cho thì mới làm được. Anh Hưng mong muốn khi có tiền sẽ làm mặt cầu hoàn toàn bằng bê tông, lan can cầu bằng thép để người dân đi lại thuận tiện, cũng như xe ô tô nhỏ có thể qua cầu được thuận tiện. Bên cạnh đó, anh cũng muốn con đường từ cầu dẫn lên quốc lộ 3B được đổ bê tông kiên cố. Mặc dù chỉ là một cây cầu nhỏ, nhưng xe máy, xe đạp có thể đi được, nên giao thương trong vùng cũng được thuận tiện hơn.
hàng hóa cũng như sản phẩm của người dân trong vùng sản xuất ra cũng được tiêu thụ dễ dàng. Các mặt hàng nông sản không còn cảnh bị tư thương ép giá. Nhờ vậy, đời sống của người dân trong vùng ngày càng trở nên khấm khá. Nhiều ngôi nhà cao tầng đã và đang mọc lên, thay thế cho những ngôi nhà mái ngói. Nhân dân không phải lo chạy lũ, lũ quét nên yên tâm vào sản xuất. Làng quê đang được thay đổi từng ngày. Trước kia gia đình tôi thì xưa chưa có cây cầu thì sản xuất nông sản ra thì không có cầu đi qua thì rất là khó khăn, vì là phải qua bè mảng, mỗi khi vận chuyển hàng hóa sang sông, sang đường bên kia thì phải đi bằng bè mảng, thế là rất là khó khăn. Thì cũng những nông sản sản xuất ra thì bị muốn bán được thì mình phải lấy qua đường cái cơ, nếu mà không phải lại tư thương lại ép giá, bởi vì là giao thông đi lại khó khăn thì tư thương ép giá. Trước đây, kinh tế gia đình anh Hưng gặp nhiều khó khăn, nguồn đất để sản xuất thì ở xa nhà. Khi đi lên nương, gia đình anh phải đi qua sông, suối. Ngày nắng thì lội qua, ngày mưa lũ thì đành chịu. Nông sản sản xuất ra không có nơi tiêu thụ, tư thương vào thường ép giá do đi lại quá khó khăn, ô tô, xe máy không vào được. Muốn vận chuyển nông sản ra ngoài đều phải dựa vào sức người. Vài năm trở lại đây, tình hình thiên tai ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi với mức độ ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường sinh thái. Trong khi đó, việc phòng chống, chế ngự đối với hiểm họa này không phải là dễ dàng. Đây là loại hình thiên tai nguy hiểm, phức tạp, khó lường và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, tình hình lũ quét, sạt lở xảy ra tại đây có nhiều biểu hiện bất thường, rất khó đoán định trước để chủ động phòng tránh. Nước cũng chảy qua huyện Tràng Định, huyện Thạch An, Cao Bằng thì nước cũng chảy qua đây. Do vậy, khi lượng nước dồn về thì để đảm bảo được cái công tác đó thì là huyện nó tích cực chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai của cấp huyện là phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn có trách nhiệm là đôn đốc kiểm tra trước những cái mùa mưa bão đối với các xã trọng điểm trên địa bàn toàn huyện. Khi cây cầu bê tông được hoàn thành ở Bản Châu, người dân không còn phải chịu cảnh cô lập mỗi khi mưa lũ về. Người dân sang bên kia sông canh tác cũng dễ dàng hơn. Lũ trẻ đi học cũng thuận lợi. Ngày mưa lũ, chúng không còn phải nghỉ học ở nhà hoặc ngủ ở nhà bạn nữa. Hưởng ứng việc xây dựng nông thôn mới, phong trào làm đường, làm cầu ở xã Tân Tiến được đẩy lên mạnh mẽ. Đặc biệt là có những tấm gương, người dân địa phương tự bỏ tiền làm cầu như anh Tình, anh Hưng ở xã Tân Tiến. Này, tôi làm cái cầu này, trước tiên ấy, làm cầu tre ấy, thì địa hình chia cắt nó đi lại nó khó khăn, nên rồi nuôi lợn nuôi gà gì đấy thì không sang đường được. Thì tôi suy nghĩ làm cái cây cầu này xong, làm cái cây cầu này xong thì nó thuận tiện hơn nhiều. Vì các hàng hóa ở nhà mình sản xuất ra được thì mang sang đường được, mới có chỗ đi lại và vận chuyển được. Thế còn hàng năm nuôi được 2 lứa lợn đấy, có lúc ấy, thì mùa cạn đấy nó chả sao, nhưng mà cái mùa mưa nước lũ họ không mua được, xong rồi họ ép giá.
vì đường đi lại khó khăn, giá mình suy nghĩ mới làm cái cầu này thôi. Cái cầu này khi mà làm thì nó cầu lớn này, làm thì có mấy chục triệu thôi, thì mà thời gian anh làm từ năm 2008 đến giờ thì công tác bảo dưỡng mà duy tu cái cầu này thì như nào? Công tác bảo dưỡng duy tu cầu này thì gia đình đi thôi, nhưng mà công tác bảo dưỡng ấy thì bây giờ là làng xóm hội nhau bảo dưỡng ấy. Bây giờ là trước tiên mình đã tự xây cái cầu đến, bắt đầu anh em thấy thuận tiện, bây giờ cũng làng xã hội hóa, anh em hộ có bảo dưỡng, làng xóm hộ bảo dưỡng rồi, người ta cũng đi nhiều mà, anh em là quanh đây đi nương ấy, người ta cũng đi làm nhiều. Nhiều cây cầu bê tông bắc qua sông Bắc Khê nối liền với các bản làng được xây dựng. Những cây cầu sau thường to đẹp hơn những cây cầu trước. Có những cây cầu do cả bản đóng góp nên kinh phí xây dựng lớn đến vài trăm triệu. Người dân đóng góp tiền, công sức, nhà nước đóng góp xi măng, thiết kế cầu. Việc nhà nước và nhân dân cùng xây dựng cầu mang lại hiệu quả tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Tân Tiến. Những cây cầu được xây dựng với nguồn kinh phí vài trăm triệu nên rất kiên cố. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn đảm bảo cho các phương tiện xe có trọng tải vài tấn có thể qua cầu. Trong cái công tác để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa bão, nhất là đối với những cái vùng thường xuyên bị chia cắt, thì huyện cũng đã tuyên truyền bà con vận động là góp công góp sức để xây dựng những cái cầu bằng cái hình thức là dân bỏ công sức, huyện hỗ trợ bằng những cái vật liệu như là sắt, xi sắt để hỗ trợ cho dân. Trên cái cơ sở đó thì những cái địa phương nào làm tốt thì huyện cũng đã kịp thời làm cái công tác khen thưởng để động viên bà con, cũng như là cũng một cái hình thức tuyên truyền để các địa phương khác người ta cùng làm. Trên cái cơ sở như vậy thì cũng như các anh biết, thì các anh đi thực tế thì tại cái địa bàn xã Tân Tiến hiện nay dân cư rất là thưa thớt, mà có dòng suối nó chảy qua ngay chia cắt cái địa bàn của xã, mà bà con cũng đã làm được những cái cây cầu treo rồi, tương đối là chắc chắn, mặc dù là cầu dân sinh nhưng mà tương đối là chắc chắn và tương đối là kiên cố bằng cái hình thức là giữa nhà nước và nhân dân cùng làm. Ý thức được tầm quan trọng của cầu qua sông đối với người dân, nhất là những nơi có địa hình khó khăn, Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Định thường xuyên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo sự an toàn cho người qua cầu. Nhờ vậy, trong mùa mưa lũ, giao thông ở những khu vực dân cư có nhiều sông suối luôn được thông suốt và không còn bị cô lập nữa. Đối với cái việc mà thực hiện những cái việc xây dựng có con sông này thì việc thứ nhất là việc xây dựng cầu để đảm bảo cho việc đi lại hàng ngày và giao lưu hàng hóa và thuận tiện cho nhân dân đi lại. Thì thứ nhất tôi đánh giá này, từ sau khi năm 2008 thì trên địa bàn xã Tân Tiến thì xuất phát từ những cái việc đi lại khó khăn và hàng năm thì mùa mưa lũ quanh năm thì để đảm bảo cho an toàn cho bà con đi lại với lại các học sinh đi lại, thì thứ nhất là các hộ gia đình cũng có cái sự là quan tâm, thì gia đình có một số gia đình cũng đã từ những cái việc đi lại đấy thì các hộ đã chủ động là đầu tư xây dựng được hai cái cầu. Thứ nhất điển hình như là hộ ông Phan Văn Hưng và ông Bế Văn Tình thì ở trên thôn địa bàn thôn Bản Châu thì cũng đã thực hiện được cái hai cây cầu với trị giá là trên 80 triệu đồng. Biến đổi khí hậu cùng với những tác động của con người đã làm cho bão lũ ngày càng gia tăng, ngày càng phức tạp. Chúng ta không thể chống lại lũ lụt, chúng ta chỉ có thể sinh sống cùng lũ lụt. Bằng nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm thiệt hại của lũ lụt đến mức thấp nhất. Trong đó, vấn đề làm sao để người dân sống trong vùng lũ
có thể an cư trong mùa lũ. Ở nước ta, nhiều mô hình giúp người dân an cư trong mùa lũ đã được áp dụng và đi vào sử dụng có hiệu quả. Hàng năm trong mùa mưa bão, thường xảy ra lũ dồn, lũ lớn trên các sông suối. Đặc biệt là phổ biến xảy ra lũ quét cục bộ tại các lưu vực nhỏ, thung lũng hẹp là loại thiên tai nguy hiểm, phức tạp, khó lường và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là trong mùa mưa lũ ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Lũ quét xảy ra nhanh, dữ dội, xảy ra cả vào ban đêm, khó dự báo, khó xác định và đúc kết kinh nghiệm để chủ động phòng tránh lũ. Đối với phòng công tác phòng chống lụt bão thì hàng năm thì cũng được Ủy ban nhân dân xã, thứ nhất là được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch phòng chống lụt bão, là thứ nhất là vừa rồi thì cũng có cái phương án là xây dựng những cái địa điểm là phòng yếu ấy, do là ngập lụt ý, thì xã cũng đã có phương án và có một số cái địa điểm như là ở chỗ bác sĩ ở dưới kia và ở trên là chỗ thôn Pò Cại là có cái điểm là cái cầu ngầm theo quốc lộ 3B qua bên Na Dì. Hệ thống cơ sở hạ tầng còn rất yếu và thiếu, đặc biệt là hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn, bản, hầu hết là đường mòn do người dân tự mở để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa bằng những phương tiện thô sơ, gùi hàng trên vai hoặc sử dụng những chiếc xe do xúc vật kéo. Các địa bàn cơ sở tại các bản làng, các lưu vực, địa điểm sung yếu trước và trong mùa mưa lũ thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra các thung lũng, suối khe thượng nguồn, chủ động khơi thông, vật nổi, sa bồi, tích tụ, tạo thành những bờ ngăn tích lũ, dồn lũ, vỡ bờ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, nguy hiểm đến vùng hạ du. Là địa phương miền núi thì nhất là cái trung tâm, huyện này là huyện trung tâm của thị trấn ấy, thì thường xuyên khi có mưa lũ xảy ra thì thường là bị ngập úng ngay, ngập úng cục bộ. Trong cái công tác chỉ đạo ấy, thì khi có hiện tượng thiên tai mưa lũ xảy ra thì đã cán bộ phụ trách địa bàn đã phải xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống của thiên tai của cấp xã, phối hợp với lực lượng dân quân địa phương cũng như là lực lượng huyện đội công an là lực lượng chủ chốt trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự trong cái khi mưa bão. Các thôn bản, cộng đồng vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở phải tự xây dựng kế hoạch, nội quy, quy ước, thương ước bảo vệ, phòng tránh, ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn, ổn định bền vững, ngăn cấm những hoạt động xâm lấn, ngăn cản dòng chảy thoát lũ tự nhiên. Ngăn chặn những hoạt động trong đời sống sinh hoạt và sản xuất không an toàn trong mưa lũ, sạt lở, như làm nhà ở hoặc trú nghỉ ở các lều lán ven sông suối, khe lạch, sườn núi, ta luy, nơi không an toàn về lũ quét, đá lăn, sạt lở, vớt củi, đánh bắt thủy sản, tắm bơi, vượt qua khe, suối, cầu tạm khi đang có lũ. Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở, san lấp mặt bằng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, dân dụng công nghiệp, phát triển sản xuất, làm vùi lấp, ngăn cản dòng chảy tự nhiên, các sông suối, khe lạch, hàng thoát lũ tự nhiên.